Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ủa má, không có. Vậy? Đi con, đi ăn cơm. Ủa má, đi ăn cơm gì? Đi ra tiệm ăn cơm, cái quán đó ngon á. Kỳ vậy má, sao nhà ông nấu cơm ra tiệm ăn chi? Thông báo tin buồn luôn. Ở nhà mình hay là hàng xóm, có ai mất hả? Nhà mình buồn. Nhà mình buồn? Ừ. Chuyện gì vậy trời? Gì vậy? Sao tự nhiên có tin buồn ở nhà mình nữa? Ủa tao chưa nói mà sao mày buồn quá vậy? Thì má kêu tin buồn. Thì đây nè, bây giờ chuẩn bị nói nè. Má nói đi, con lấy tâm lý khóc chứ nè. Trời đất ơi, làm gì vậy, làm như ai chết vậy mày? Vì tin buồn mà. Không phải, buồn này là nghĩa là buồn một cái là buồn dễ sợ lắm. Buồn cái bụng mà đói dữ dội luôn á. Nghĩa là cái nhà mình á, là cái nồi cơm điện nó bị hư rồi. Cho nên là má quyết định là một tuần nay con phải ra ngoài con ăn cơm. Thôi thôi má ơi, má kêu ba về sửa đi. Sửa cái gì? Mày cái đàn ông gì mà cái cầm sợi dây điện mà gắm vô cũng không biết gắm, sửa cũng không biết sửa, không có làm ăn gì được hết trơn à. Bây giờ nồi cơm điện hư rồi, tạm thời đi ra ngoài ăn một tuần đi. Thôi má kỳ đi. Quá. Chuyện này cắm qua chuyện kia tự nhiên hả, lúc nào cũng nghĩ con vậy. Giờ con hỏi má nha. Vậy? Ai quy định là đàn ông con trai phải biết sửa đồ điện? Ai quy định? Trời ơi, bây giờ hả, thời buổi này là nam nữ bình đẳng. Không biết sửa cũng như không, có gì đâu. Hay quá ha, bởi vì tôi cho mày đói tuần là phải rồi, đi ăn cơm. Ôi, con không ăn đâu, đi đâu ăn một ngày thôi, ăn tuần con chịu không nổi đâu. Má, một ngày thôi, tuần con chịu không nổi đâu. Cãi thôi hả? Quán nữa con. Gì vậy con? Nè nè. Gì vậy? Trời, mấy cái chuyện này là chị con là siêu sao. Chuyện gì? Chị Thảo Nguyên hết trơn rồi hả? Dạ, trời ơi chị Thảo Nguyên, ngoan nhà anh Huy Hoàng sửa đi. Ơi ơi ơi, không nhờ không mượn nha. Biết sửa không? Trời ơi, đàn bà con gái đụng vô hư này hư nọ, bị đặt sửa đồ điện, siêu treo. Quê. Hồi nãy rõ ràng nha, tôi chạy xe tới đây tôi nghe cái người, mấy người nói cái câu là nam nữ bình đẳng nha. Mà bây giờ nói vậy là sao, cháo chở hả? Nè, tôi chưa sửa nha, tôi sửa được á thì nói gì ha. Trời ơi, nhìn cái tướng kìa. Ôi, chói gà không chặt, đụng vô đồ nhà tôi hư đi hả? Tôi qua tôi bán vốn nha. Ôi thôi, bây giờ nói chung là đừng có cãi gì hết trơn á. Thế bây giờ sửa được cái nồi cơm điện cho tôi là tôi nấu cơm cho ăn, còn không thì đi ăn cơm tiệm. Vậy thôi ha. Má, con nói rồi đó, con không có ăn cơm tiệm tuần đâu. Không ăn cho mày đói luôn, tao đi ăn mà. Má. Cười gì? Biết sửa không mà nói. Bây giờ tôi sửa được cái tính vậy tôi. Tôi mà sửa được á thì kêu tôi là chị ha. Vậy thì hả? Con không sửa được tính gì tôi? Em tính được rồi nè. Là tính gì? Nếu mà chị Thảo Nguyên không có sửa được á là chị Thảo Nguyên phải chấp nhận là người yêu của anh. Hả? Cái gì? Mấy cái đồ quỷ yêu này hả, sửa một hồi là xong liền gì. Chỉ có mấy cái người mà vô dụng á, vô dụng không biết làm cái gì thì mới không biết sửa thôi. Đơn giản mà công nhận nhà này ngộ thiệt. Thấy cũng được, nhà cửa cũng bự mà nghĩ sao xài cái nồi cơm điện à. Trời đất ơi, cái nồi cơm điện mà nó xét luôn. Nói xấu người khác hả? Làm nha, không có làm bèm nha. Không làm được thì nói đi về nghe. Làm thì vẫn làm nhưng mà chê thì vẫn chê. Tôi không hiểu sao nhà ông vẫn ăn bằng cái nồi cơm điện này luôn á, nó quá cũ rồi. Gặp nhà tôi á là cho vô tiệm phế liệu luôn đó. Gì mà trời ơi, con à, trời ơi. Trời ơi, cô nhẹ tay được không? Cô biết cái nồi này quý giá sao không? Sao? Đây là kỷ vật của ông nội tôi, tặng cho bà nội. Nên mấy chục năm qua nhà tôi chỉ ăn cơm bằng cái nồi này. Cô biết không? Cái nồi nó xét vậy mà cũng ăn luôn hả? Đây kỷ vật mà. Đó, ai mà quăng cái nồi này đi á là coi như là ra khỏi nhà này luôn. Đụng tới ai thì được, nhưng mà không thể nào đụng tới lão Phật gia, nhớ chưa? Nhẹ tay. Biết rồi. À, tôi biết rồi nha. Biết cái gì? Không sửa được đúng không? Đánh xuống lại đúng không?
Thôi đi, nghĩ sao vậy? Mấy cái này là cái chuyện rồi mũi với tôi. Tôi sửa được, chuẩn bị cho tôi bằng chị đi ha. Bằng chị. Trời ơi, đưa cái ổ điện đây. Để thử điện cái coi. Nè. Trời đất ơi. Tao nói tới cái cọng dây điện nó cũng là thuộc hàng đồ cổ nữa. Thôi, nè, tôi thấy không? Chẳng đen. Kiểu đó. Tao nhào không có gì mới luôn hả? Ôi mệt quá, cô tầm xa mới. Bề ngoài gành chán mà bên trong nó rệu rạo vậy đó hả? Kệ tôi. Y chang như con người của ông. Ê, người tôi sao? Tôi đoán vậy đó. Nha. Tôi đoán vậy đó. Sửa đi. Thử điện cái. Thử đi, ai cấm? Cái gì vậy? Ông chơi tôi đúng không? Ê, nè, nói đàng hoàng nha, tôi chơi cô cái gì? Sao tôi vừa cấm vô lệnh tưng rồi? Ai biết sao tưng. Ông mà chơi tôi đi ha. Ê, làm gì vậy? Nè, nam nữ thọ bất thân nha, làm gì vậy? Đưa cái thai đây nắm ra coi. Ê, đưa cái thai đây. Nè, đừng có dê tôi trong nhà tôi nha. Đưa cái thai đây. Huy Hoàng à, chúng ta mặc dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chúng ta sẽ nguyện bị điện giật cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Để thử điện cái coi. Trời đất ơi, cái gì mà la lối ông sùm? Ủa mà sao gì mà khói không vậy nè? Trời đất ơi. Ủa sao vậy? Ngồi dậy. Ngồi dậy tụi con. Ngồi dậy coi. Sao vậy nè? Ngồi dậy. Khói quá trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Sao vậy con? Hả? Anh đẹp lắm. Em đẹp xuất sắc. Anh đẹp xuất sắc luôn á. Gì vậy? Buông ra. Làm gì á? Sao tự nhiên nắm tay? Bà Nguyệt. Tôi tên Dân. Má tên Dân. Xin cảm ơn bà Nguyệt đã xe duyên cho tụi con. Ủa? Còn ông Tơ đâu rồi? Ông Tơ nào? Mày nói gì vậy? Sao giống như từ trên trời rơi xuống vậy? Wow. Em cũng cưng quá à. Em cũng dễ thương. Nè! Tụi bay làm gì vậy? Buông ra! Thiệp cưới của ai mà cái tên lạ quắc vậy? Em à, thiệp cưới của chúng ta phải không em? Đúng rồi đó anh. Anh tính là đám cưới của tụi mình anh sẽ đãi 1.000 bàn. 1.000 bàn? Đúng. 10.000 bàn đi anh. Trời. 10.000, anh sẽ nghe theo em. Có cái vụ gì vậy trời? Trời ơi, không có đám cưới gì hết trơn á. Tao không có nhận con nhỏ này là dâu. Buông ra, không có cưới hỏi gì hết trơn. Trời, chị xong chưa, Ủa, mà sao đầu tóc chị bù xù hết vậy? Cô Dân, chị con bị gì vậy cô? Không biết luôn á. Hai đứa sửa nồi cơm điện mà nó giờ nó như quỷ gì, không biết gì luôn á. Trời, cái gì vậy trời ơi? Chị hai, chị xong chưa? Thấy gật đầu chắc xong rồi. Ê, cô chừng. Chết rồi. Trời, cái gì vậy? Nè, sao cô nắm tay tôi? Tại sao lại nắm tay tôi? Nè, cô dê tôi từ nãy giờ nha. Trời ơi, trời ơi. Thì ra là anh kêu tôi qua đây sửa giùm anh cái nồi cơm điện. Là anh muốn dê tôi chứ gì? Xin lỗi à. Tôi hả, ế cũng không tới dịp cô đâu ha. Nè, con gái xếp dài đi cua tôi nè. Thôi đi cưng ơi, cỡ cưng cũng không có cửa với chị đâu nha. Cưng ơi, cưng nghĩ sao vậy? Giờ lại cưng đi ha, cưng. Cỡ cưng còn không có cửa đi anh đâu ha. Trời, mà nói chung là tôi cũng không có cho lấy cô đâu mà cửa gì không cửa. Trời đất ơi, thiệt luôn đó. Hai người không chấp nhận. Nhưng tôi chấp nhận. Gì vậy trời? Nói gì vậy? Là sao? Tại vì hai người, cặp đôi này thật là hoàn hảo. Có thể dẫn nhau đi cả cuộc đời. Gì vậy Thảo Linh, em bị gì vậy? Trời đất ơi. Bị gì vậy hả? Em coi phim em nhiễm đúng không? Ta không phải là Thảo Linh, mà ta là bà Hoa. Hả? Bà Tao? Mẹ của con và Thảo Linh đó. Ôi trời đất ơi, nó bị cái gì vậy? Nó bị cái gì? Tao biết rồi, nó bị điện giật. Điện giật? Ừ. Mà không những nó bị điện giật mà ba đứa bay đều bị điện giật. Là do cái nồi cơm điện này nè. Trời ơi.